Rồi em sang bên cửa hàng xe máy Cánh Phép xin chào anh em ha. Nay lên cho anh em mình một con SH Mo ABS màu xám nhám rất là đẹp nha anh em. Xe này đời 2022. Đó, odo chuẩn 3000 km anh em ơi. Còn khá là mới, khá là đẹp luôn anh em. Đó thì em đi chi tiết cho anh em mình ha. Đó, xe này thì anh em nhìn nè. Ốc tán đồ ha, áo sống còn khá là đẹp anh em. Đó, tem chữ nổi màu vàng nha anh em. Đó, rất là đẹp. Có vẻ anh em nhìn ha. Đó, thắng băng nha anh em. Vỏ còn gai phắn ha. Rồi mới luôn anh em ơi. Ốc tán nữa nè. Đó, con nào con nấy thì nước sơn chấm hãng còn hết nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, cái cọc phục thì đen thui luôn. Xe này mới dữ lắm nha anh em. Mới dữ lắm anh em ơi. ABS ha. Đó. Mẫu này bản đặc biệt thì ABS ha nè. Xe này đời 2022. Đó, đi lướt 3000 mấy cây anh em ơi. Còn rất là mới luôn, anh em nhìn nè. Quá đẹp ha, quá đẹp anh em. 2022. Đó, 3300 ha. 3397 cây nè. Đó, xe này thì chỉ còn một mod anh em ơi ha. Thiết kế còn một mod ha. Đó, kiến thì cũng không còn. Đó, đồ ngày thì còn ha. Đồ ngày thì còn nha anh em. Đó, dây zin thắng băng ha. Lắp xăng mới cáo cạnh luôn anh em ơi. Đẹp. Ở đây quẹt trước cái bộ e gì ha. Chốc cái keo ha. À, chốc cái keo như nè. Lốc đẹp nè anh em nhìn nè. Quá đẹp luôn. Xe này nói chung em không có gì để tả anh em ơi. Mới lắm. Ống hơi nữa nè anh em. Trắng phao luôn anh em nhìn nè. Ha. Đi nhiều rồi ống hơi này nó vàng đen thui như nè. Này còn trắng phao, ống phuộc cái này anh em nhìn nè. Ốc nè. Con nào cũng lấy trắng tinh nữa nè. Đẹp lắm. Rất là đẹp ha. Đó, vỏ nè, dây cui. Mâm là anh em nhìn là không bong chóc hay nè. Đó. Ốc đen thui. Đó, ốc đen thui vỏ dây cui. Biển sóng 8 ha. Cốt nè anh em. Đó, cốt trước cốt sau là chưa có mở luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp ha. Đó, mới cấu cạnh luôn. Cổ vô đen thui cho anh em nhìn nè. Đen mung. Đó, áo sống nó đẹp. Đó, giá thì 55 triệu nha anh em ơi ha. 55 triệu. Bốc thắng dùng cái trắng. Để em kêu trắng đời giùm anh em ơi. Cầm máy quay thì một tay đời không được. Bốc hai thắng cái đời ha. À, đi 3000 thì anh em biết cái độ mới ha. Im ru rất là đẹp luôn nè. À, mới cáo cạnh luôn. À, anh em nhìn cái chỗ treo đồ ha. Đang thui đang mung nè. Đó, nhựa nhám nè. Đang thui rồi. À. Đó. Mới lắm anh em mình. À, giá 55 triệu là quá dễ xài cho anh chị em mình ha. À, để sở hữu một con SH Mo ha. Máy anh em được chắc luôn. Đó, giá này thì em giao cà quẹt chứng minh chủ đầy đủ cho anh chị em mình ha. Đó, nếu anh chị em muốn sang tên thì em cho số dịch vụ ha. Đó, rồi anh em nào cảm thấy hợp nhãn thì alo cho em sang qua số điện thoại 032 5555 330. Rồi cảm ơn anh chị em mình đã xem video ha. Hẹn anh em các clip sau nha anh em ơi. Rồi sang thân chào anh em.